Loanh quanh 1 tỷ rưỡi cho chiếc đồng hồ Rolex M278-285 được nhà Kỳ Lân đính phun kim cương. Và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, Kỳ Lân Tham Pi sẽ giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm Rolex Desert M278-285 RBD size 31. Được chị khách VIP của bên Kỳ Lân đặt hàng hồi đầu tháng, yêu cầu đính phun kim cương và đã được Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một. Thì sơ qua về nguyên bản chiếc Rolex Desert M278-285 RBD này, được làm hoàn toàn từ vàng Everdrop và đính kim cương phun vàng, cộng thêm mặt đồng hồ đi kèm số VI cỡ lớn nạm sáng 11 viên kim cương, với thiết kế dây đeo Verizon mối nối 3 mảnh bán huyệt, thể hiện sự tinh tế và cực kỳ thoải mái khi đeo. Kết hợp với khóa gập round lap hình vương miệng, trông cực kỳ gọn gàng và sang trọng khi đeo lên tay của các chị em. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đã được Kỳ Lân hoàn thành, sẵn sàng giao cho khách ngay trong ngày hôm nay. Nếu anh chị có nhu cầu tham khảo về các dòng đồng hồ như Rolex, Hublot, Fangmuller hay Patek Philippe, thì bên Kỳ Lân luôn sẵn sàng phục vụ quý khách và cá nhân hóa sản phẩm, tăng thêm phần sang trọng quý phái như chiếc Rolex mà em đang cầm trên tay. Cũng có thể làm quà tặng nhân dịp ngày lễ 8 tháng 3 cho các chị em phụ nữ, hay mang lại giá trị cao về cả vật chất lẫn tinh thần cực kỳ ý nghĩa. Video đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.